Để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra sự kiện quan trọng này, trước đó, Công an thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều phương án về phân luồng giao thông, bố trí lực lượng giám sát và giữ an ninh trật tự tại các trung tâm diễn ra hội nghị chính thức và các địa điểm hoạt động phụ trợ trong khuôn khổ sự kiện. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại khu di tích danh thắng của Hà Sơn. Ngay từ sáng ngày 4 tháng 6, các lực lượng công an quận Ngũ Hành Sơn phối hợp với đội an ninh trật tự, ban quản lý di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn đã triển khai kế hoạch hướng dẫn bảo vệ đoàn khảo sát điểm đến kết nối với các hãng hàng không quốc tế. Với nhiệm vụ trọng tâm là đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cướp giật, treo kéo khách, hướng dẫn các phương tiện đậu đỗ đúng nơi quy định, tuần tra trên tuyến đường Huyền Trân Công Chúa và các trục đường có trung tâm tổ chức hội nghị quốc tế, quyết không để xảy ra ùn tắc giao thông. Đã lâu lắm rồi, mấy cái không khí nhộn nhịp của các mùa lễ hội mới trở lại. Tinh thần trách nhiệm là đảm bảo tuyệt đối an ninh để mang lại cho Đà Nẵng có một cái nơi điểm đến an toàn cũng như là vui vẻ trong lòng khách du lịch cũng như là bạn bè quốc tế tới thăm và cái diễn đàn phát triển đường bay châu Á này. Ban quản lý di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn cho biết, ngay sau khi hoạt động du lịch trở lại bình thường trong bối cảnh mới, ban quản lý phối hợp với phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn đã mời các hộ dân sản xuất kinh doanh ven đường và tiểu thương buôn bán trong khu danh thắng ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự cùng các tiêu chí về văn minh thương mại với kỳ vọng tạo điểm đến an toàn, ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Năm nay Đà Nẵng đăng cai diễn đàn phát triển đường bay châu Á là cơ hội tốt ngành du lịch Đà Nẵng phát triển nên người dân rất vui và sẵn sàng phục vụ du khách. Thì Đà Nẵng rất vinh dự khi đón chuyến bay các cái đường bay từ kết nối châu Á đến với thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới. Thì chúng tôi đã đặc biệt tăng cường công tác an ninh trật tự dưới cả các cái khu vực khách tham quan cũng như là trên ngọn Thủy Sơn để đảm bảo an toàn đối với du khách cũng như là phục vụ cho cái hội nghị chuyến bay châu Á. Diễn đàn phát triển đường bay châu Á Roadster 2022 là sự kiện nhằm kết nối, xúc tiến và phát triển mạng lưới đường bay lớn nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương với sự tham gia của khoảng 550 đại biểu, với gần 2.000 đơn vị tổ chức quốc tế về hàng không, khu vực châu Á, châu Âu, Trung Đông, Bắc Mỹ. Với quyết tâm đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho du khách, các lực lượng công an thành phố Đà Nẵng nói chung và Ngũ Hành Sơn nói riêng phấn đấu bảo vệ thành công các sự kiện quan trọng của diễn đàn được tổ chức lần đầu tiên trên địa bàn thành phố.